Hồng Dương Si Bít Địch nhật 3 tái hợp với Đặng Luân Vương Nhất Bác đón tin vui Chủ đề Hồng Dương ngày hôm nay liên quan tới Địch nãy nhật 3, Vương Nhất Bác, Đặng Luân Dương Tử, Lý Hiện, Trên Lộ Tư Và loạt sao Si Bít nổi tiếng khác Thứ nhất Địch nãy nhật 3 và Đặng Luân sắp hợp tác Trong một bộ phim truyền hình Rất có thể là Phượng Ngài T Thứ hai TFBOY vẫn sẽ tham gia Xuân Vãn Nhưng dưới tư cách cá nhân Chứ không phải nhóm Thứ ba Hà Cảnh Tạ Na tỉnh Bắc Nhiên, đồng thực hiện đã trở thành cách mời thường chủ trong bạn ơi hãy lắng nghe hay. Nhằm chương trình cũng đang cố gắng để mời dịch Dương Thiên Tỷ trở thành cách mời một số tập. Thứ tư, Khách mời sự tiệc đêm giao thừa của đài truyền hình Hồ Nam, Vương Nguyên, Dương Mịch, Vương Nhất Bác, Công Tuấn, Hoa Thần Vũ, Tổng Thiền, Trương Đần Thành. Thứ năm, phim tiếp theo của Trần Lợi Dĩnh là một bộ phim cổ trang. Thứ sáu, Băng vũ hòa của Vương Nhất Bắc lên sóng đại hồ Nam Dương Hoàng Kim và Juki TV vào mùng 2 tháng 1 năm sau. Thứ 7 Truyền hình trời các phương Bắc diễn trình Hoàng Hiên Dương Tử tháng 1 năm sau khai máy. Thứ 8 Họ lãng của chữ lộ tư cuối tháng 12 khai máy. Thứ 9 Hoan Thụy vì Thành Nghị đã chuẩn bị một bộ kịch bản cổ trang mới thiết kế nhân vật phù hợp với anh ấy hơn. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.